Sao sao ho, trời ơi coi nè, nay trời ơi chân cẳng về thòng lọt rồi. Em bé ngày nào của cô chú giờ thành chuẩn bị là thành thiếu nữ. Ủa trời ơi, nó mà thêm tuổi nữa là đã thành thiếu nữ rồi đó, không còn em bé nữa rồi. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi, là sao không hiểu? À, bà không có mua chiếc xe cho con hả? À, hôm qua ba chở đi Target đó hả? Ba mua cho con cái gì? LOL baby doll phải không? Hôm qua em đi ra Target con có ngoan không? Ôi ôi, hai cái má đỏ hồng hồng nè, hai má đỏ hồng hồng nè. The blue book. It's wrong with. Oh, the blue drawing book? The chalk. Okay, sleepyhead. Bà kêu con là sleepy head đó hả? Sleepy head có nghĩa là gì? Là cái mặt ngáy ngủ phải không? Cái mặt ngáy ngủ là sleepy head, phải không? Trời ơi, hôm qua này nè, hôm qua A Trì chào con đây hả? Con có giận A Trì không? Không giận A Trì à? Hôm qua gọi A Trì xong rồi chút nữa A Trì cắn con đâu nữa? Hả? À, Trì lấy cái chân A Trì đẩy con á hả? Con có buồn A Trì không? Đúng á, đúng á. Ồ, đúng rồi, mẹ thấy rồi. Đau không con? It's feeling good. Ồ, đỡ đau hả con? Ok, vậy được rồi. Mà mẹ hỏi con nè, con có giận A Trì không? Mà con có muốn A Trì qua đây chơi nữa không? Không. Ủa, không muốn nữa hả? Sao vậy? A Trì cắn con à? Nhưng mà A Trì còn nhỏ, mày nghĩ là A Trì chưa có biết đâu. A Trì không biết là A Trì đã làm con đau đâu. Nên là tha lỗi cho bạn lần này đi. Rồi nha. Rồi lần sau á, khi mà bạn... Dạ không hả? Rồi lần sau mà khi mà bạn làm vậy nữa thì nói là A Trì ơi, bạn mà cắn mình như vậy là mình không chơi với bạn nữa đâu. Mình nói là bạn không có nên cắn, bạn mà cắn là không có ai chơi với bạn đâu, nói vậy đó. Chứ bảo A Trì phải qua nhà chơi cho con mới vui, chứ còn không có A Trì đâu có vui, đúng không? Không có A Trì con chơi với ai? Chơi ai? Chơi lúc kỳ à? Đó, Lucky nó cũng quào con đó. Thấy không? Sao chơi con chơi với ai người đó cũng quào con vậy chơi? Lucky cũng quào mà. Có hai người bạn thân nhất trên đời, Lucky và A Trì. Chơi với người nào cũng quào con. Máy bay, tiếng máy bay chạy. Trời ơi, con nằm. Con muốn đi máy bay hả? Vậy con muốn đi đâu? Muốn đi đâu? đang nhìn về nơi xa lắm á hả? Đang suy nghĩ á hả? Muốn đi đâu cô gái chân dài? Thì mày lấy cái này ra. Mắt không có gàng, đúng rồi, giỏi. Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim. Trời, con ăn năm ngoái rồi hả? Trời ơi, nó ăn hồi năm ngoái rồi đó cô chú, là tới bữa nay nó không cần ăn nữa đó cô chú. Ủa nãy con dậy con có good good morning daddy chưa? Không ra điện cái. Good morning là phải không ra điện cái chứ. Wait, where is this chicken?
Nhà Ngọc có thói quen là dậy là phải nằm trên giường coi chừng nửa tiếng cho tới 45 phút mới bước ra khỏi giường. Cái gì con? Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Yes, JD. You want to eat some donuts and bagels with cream cheese? Stop it! They stop it. So the bill for the water heat yesterday was like $410. Yes. I know. I know all the details, baby. Next time they come again. Đây, đi ra. Ủa, cái điện thoại màu đỏ của mẹ đâu đây? Điện thoại màu red của mẹ đâu đây? À, đây, đằng đây nè, đằng đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ôi, trận không? Ủa, đi chạy vậy chạy? Đi đàng hoàng, đi vậy thành thói quen. Hi, Audrey. Elsa đâu? Elsa đâu? Đúng rồi, hôm qua có con búp bê, hôm qua con cho Audrey đâu rồi? Ở nhà hả? Rồi, hai đứa. Rồi, nhà ở đây. Ok, Audrey Ngọc vừa nhắn tin cho mẹ. Audrey Ngọc hỏi Audrey có nhà không mà Ngọc chưa kịp nhắn là mẹ dẫn nó qua đây. Mọi người cứ yên tâm là hả, mẹ Audrey có cho Ngọc quay nó không? Mẹ nó cho Ngọc quay nha mọi người nha. Trước khi mà mẹ nó qua tới cho nó qua nhà đây là mẹ nó biết Ngọc làm cái gì rồi, cái nghề gì rồi. Ngọc nói hả, tôi làm YouTube, tôi quay chay vậy đó, tôi quay con mà được không? Ok. Very happy luôn, quá vui luôn. Nên là mọi người có lo là Ngọc có hỏi ý kiến chưa rồi này kia nọ, xong hết rồi. Cái không. Cái gì vậy con? Ngồi ấy thôi. Con nói gì vậy? Không thấy con gì. Hả? Be careful. Cái gì vậy? Cái quần bị gì? Quần gì vậy? Muốn mẹ cắt cái đó đó hả? Trời đất ơi, con nãy hay ghê không? Trời ơi, ngồi im chút, ngồi im đó để tôi lấy lấy kéo tôi cắt. Nó ngộ ghê á, nó không bao giờ thích mấy cái thác ở cái quần đó. Ngồi im đó để mày lấy kéo mày cắt. Trời ơi, con hai đứa nó kìa. Bà Trang phải tự mở tủ lạnh ra bà lấy hai cây kem. Con có xin phép mẹ ăn kem chưa? Hả? Con tự động lấy hai cây kem lấy cho ai truyền cây nó ăn cây có được đời. Không có ngậm này vô. No. Don't put this in your mouth, ok? Ok. Đúng rồi. Trời ơi, con hai đứa nó ngồi im re lên chiếc xe, ngồi im re trên chiếc xe. Ăn cái que. Ngồi im re trên chiếc xe ăn cái que. Trời ơi, ngon ê á. Dột ngon không? Here you go, thank you. Thêm con nít nó mau quên. Rồi vô. Audrey, say yo. Yo, đúng rồi. Một. No. Hai. Ba. Da. Yo. Đúng rồi, giỏi. Ngon không? Is it delicious, yummy? Hi, buddy. Where's oh yeah, that's lucky. Yeah, that's so. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. It tastes like mung lemon. À, cái đó ăn giống như là chua chanh. Đúng mà ăn như chanh vậy đó, ăn như chanh chua vậy đó. Chanh chua vậy đó hả con? Con không thích hả? Yeah, man. It tastes sour. Ăn chua. Ồ, sao con nói cậu dỗ sao con thích ăn kẹo chua? Mommy, I don't want. Rồi, con. Muốn ăn cái khác hả? Trời ơi. Rồi bước ra, từ ở trong bước ra. Ủa làm gì vậy? Ủa nhảy hả? Nhảy. Cô chú coi chay nãy giờ nó làm kem cho cô chú ăn nè. À dạ. À mẹ muốn cái nào hả con? Mẹ muốn màu vàng. Màu vàng là màu gì? Đúng rồi. Bao nhiêu tiền á? $2 hả? $2 hả? Cho luôn được không? Khỏi trả tiền không? Daddy, can you tie the hair up please? Trời ơi, tôi kêu nói là mà ba chay ơi, cột tóc lên cho chay đi. Cái nó nói mẹ tóc con cắt rồi nên không có cần cột. Được đời. Can you hold this for a second while I tie your hair? Hold that for a second.
Oh my gosh, you're licking my ice cream. More, more. There's still hair on the side. Yeah. Ủa cái gì vậy? Ai nói gì trên vậy? À, cái điện thoại, cái máy tính của mẹ hả? À, máy tính của mẹ nói chuyện mà mẹ nói, ủa ai nói chuyện vậy trời? And then you stop the laptop for me too, please. Oh, sure. It's running. Can I have my ice cream back? No. Oh my gosh. Uh-oh. She stole my ice cream. Nó nghe nè, hồi nãy qua nhà Audrey chơi vui không? Ê, oh, I can have it back. Hồi nãy qua nhà Audrey chơi vui không con? You just wanted to lick it for a little bit. Jay, hồi nãy qua nhà Audrey chơi vui không? Yeah, ma'am. Cái áo này với cái quần này mặc hợp nè, tại vì ở dưới cái áo nó có cái bông màu tím. Ở dưới cái quần nó có cái bông màu tím nên nó hợp với cái áo màu tím. Mom, what you want? Nói tiếng Việt. Mẹ, what you want, mẹ? Trời ơi, ủa nói tiếng Việt sao có nó có chữ mẹ không vậy? Mẹ ơi, mẹ muốn ăn cái gì? Mẹ ăn. Mom, what you want? Mẹ muốn ăn cái gì? Cái nào? Cái đó đó hả? Ok, con cho gì mẹ ăn đó. Cuộc đời mẹ không có đòi hỏi. Ok, rồi đưa đây. Cuộc đời mẹ không có đùa hủa. Mẹ tên chi? Jenny. No, mẹ tên chi? Mẹ tên Jenny. Mẹ tên Jenny hả? Ok. Ok, so daddy call mẹ Jenny, ok? Because mẹ name is Jenny. And call Jenny is bổ ngạc. Mẹ gọi chay là bổ ngạc ha. Bổ ngạc. Bổ ngạc đó, bổ ngạc. Baby, can you say bổ ngạc? Bổ ngạc. No. Bổ. Bổ. Ngạc. Ngạc. Bổ nè. Để đó. Không, để im đó, không có thay. Mom said right here. Không có thay. Sao? Daddy, can you fix it? Rồi để cho ba fix, ok? Here, Jenny, can you hold my thing so I fix your hair? À. Hồi nãy qua nhà Audrey chơi vui không? Ok, now it's all fixed. Ok, qua nhà Audrey chơi vui không? No, rồi chả. It's a carrot. Oh, so this is all like natural? No, it's orange. Mom, here you go, Mom. Mẹ cảm ơn con nha. No, this. I just said it was a carrot for her, and I want it because it's vegetable. Here you go, Daddy. Oh, I already have an ice cream. Thank you, Jenny. Dad, I got an ice cream for you. I got one. Okay. Mommy got two of them, Daddy. You know. Trời, nó khoái xây nhà vậy lắm mà cô chú nè. Ừ, nó khoái xây mấy cái này lắm. Cô chú nhớ hồi bữa đi qua nhà bà Lita không? Bà Lita hả? Con có nhớ bà Lita không? Dạ. Trời, nó chứ nó thích bà Lita lắm. Qua bệnh bà chơi với nó dữ lắm. Nó thích bà lắm. Mà hả? Từ mua về giờ là mỗi ngày là lấy đang xây vậy miết luôn. Bà Lita. I'm making our dream house, JD. Our baby. Since we can't find one in real life. You want this to say? Gì chay? À, chay đang làm cá sấu lên bờ. Cái bài cá sấu lên bờ hát làm sao quên, cái bài đó chơi làm sao hát sao quên mất tiêu ta. Chay con làm con chó coi chay. Con chó làm sao? Con chó nó bò sao? Nó bò sao? Nó sủa sao? Cái lưỡi nó làm sao? Mommy. The white one is here with this in the black one. Làm sao? This mommy. Ai? Cái white one. Cái white one là cái gì? Cái màu trắng là cái nào? Đó, trời ơi, nó bước vô là sập nhà. Mở cửa ra, đúng rồi. Có nên đem về cái... Con nói sao? Tiếng lỗi. Tiếng Việt. Tiếng Việt là gì? Con xin lỗi phải không? Hồi nãy nó tính tắm với bà nó, cái nó vừa cởi đồ ra, cô chú để kể cô chú nghe, vừa cởi đồ ra cái con Audrey đi qua. Audrey đi qua nó nghe Audrey mừng quá, nó chạy ra gặp Audrey. Trời mẹ, đất ơi. Mẹ cũng tắm mẹ. Muốn tắm phải không? Muốn tắm bên cô mẹ. À, muốn tắm phải không? Vậy giờ vô đi tắm nha.